này lấy cây phôi đi bắn luôn. À, mà bán ná mà giờ phải lấy cây phôi đi bắn này, thấy không? Này, cho anh em coi nè. Phôi gọt cái này luôn. Ngay đầu. Rồi chiến mày luôn. Tiếp tiếp. Gớt. Ngay đầu nghe anh em. Hơi phôi. Ngay đầu. Bay qua bay lại hả mày? Vậy luôn nha. Rồi chào mừng các bạn đến với kênh Sầu Ca Vlog các bạn. Thì hôm nay đây là một tập rất là đặc biệt các bạn. Nay Sầu Ca lượm cây phôi đi bắn chim luôn mà. Đi với mình. À, Sầu Ca hôm gài là bỏ con cá tần rồi anh em. Rồi không có. Ê, con này biết bay nha anh Minh. Qua đây chơi nó đi. Sao em qua đây nè, qua đây nè. Hai con hả? Lên, lên đầu, lên đầu. Thì hôm nay Sầu Ca bắn cái phôi nha anh em. Đây, phôi cá mini. Bây giờ xử này đi rồi Sầu Ca giới thiệu cho anh em thôi, hai con lận. Anh em mình anh Minh xử trước nè. Có chừng nó bay đó. Chưa, không thấy được, nó dướng dướng buồn dừa. Hú con mà. Hết cú. Thấy rồi, thấy rồi. Anh qua đi đi Minh, qua đây đi Minh. Rồi, nó núp vô bẹ dừa. Rồi, hai con. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Gãy cánh này. Leo. Em bắn gãy cánh con nhảy vô trong rồi nè. Một con rớt đó rồi, còn con chứ ăn trong rồi nè. Đâu, còn nữa đâu. Nè, còn con chứ ăn trong rồi sao? Chết chưa? Chúng xé cánh ở đây nè, nằm đây nè. Rồi leo nữa rồi. Em bắn té ở trong. Rồi hai. Gì vậy? Bắn sủi cánh rồi. Vô viên ngay đầu đi. Thôi ba xử đi ba, tôi bắn bằng cái phôi. Tụi ca bắn phôi nên hạn chế bắn anh em ơi. Để cho anh mình bắn. Còn con năm đây nè. Nó té cho cây dừa nè anh em. Còn con em bắn sủi cánh dây văng đọt này nè. Rồi sao đây? Nó nằm dưới này, nó nằm mẹ đây nè. Mấy đây nè. Bắn chúng đi nè. Leo nổi không? Leo, leo được. Hai giò em không biết em phải leo. Kiếm cái đường mà leo qua đây. Này đường con đó nè anh em. Chạy ôi. Đâu, chạy trong hả? Ờ nó té vô trong luôn. Cái này nó đậu trên buồng dừa. Em bắn cái bập. Đó buồng dừa nhỏ bắn này đi ăn trong luôn. Kìa con ở trên buồng dừa. Nó phê. Thấy chưa? Rồi. Rồi xong luôn. Nó mới lú đầu lên rồi bắn té nữa rồi. Mới leo lên đó tính cho nó ra mà nó không chịu ra. Xong rồi. Thôi phôi chứ bắn cũng nét. Rồi nằm luôn rồi. Cái số nó nằm cái dừa. Rớt này. Rớt đầu rớt. Rớt xuống rồi kìa. Kìa còn dính nó kìa. Kìa. Đẩy cho nó viên ra mà văng rồi. Thôi đẩy nó khỏi ăn. Ê rồi, nãy viên đầu là thấy sẹo rồi. Rồi luôn. Xong rồi bay. Thầy nó leo mà. Anh em ơi. Theo nói không? Đi ghê quỷ quỷ. Đây là hai con hú đầu tiên của anh em mình. Thì này chắc để anh Minh leo anh em ơi. Ông em dòm rồi. Tắt lo đi. À đúng là lỗ tài tính thiệt trời. Tắt lo. Ủa leo vừa kìa. Cái số là phải leo rồi trời. Anh Minh rất là nhiệt tình nha anh em. Cái lý do mà Sầu Ca leo không được là Sầu Ca bị tai nạn gãy giò cái này nè nữa. Nên không có bấu cây được. Nó sẽ té. Leo cây nhỏ thì có nhánh này được mà leo cây dừa thì không được đặc biệt. Hồi lần có leo một lần mà lên chảnh chồm dục nó xuống lên bên đây. Có leo một lần mà Sầu Ca tuột xuống là xanh mặt mày luôn đó.
giờ được hai con. Kìa, sáu lại kiếm kìa. À, ghê trời. Pha đầu tiên của hai anh em mình được hai con tô hú nha anh em. Cặp lắm. Dạ, cặp. Đây. Ghê trời, mình leo dừa như thánh vậy đó. Rồi, hai con đầu tiên. Rồi, một viên ngay bắn ngay ức nè. Còn viên ngay cổ. Nãy bò chúng viên nữa. Ừ, nè, gãy cánh nè. Nó tay bắn gãy cánh văng vô trong mà. Cặp. Rồi, tiếp tục anh em ơi. Rồi, mình bắn con nữa nè. Rồi. Xong. Rồi, được ba con anh em. Con này không phải con này tơ rồi. Rồi tơ. Tơ mà. Thì cũng mày đó mà nó bự trước. Rồi, đừng con nó nghe nè em, ba con. Trời ơi cơ. Ôi cơ. Kìa. Sáu nuôi anh em. Sáu nuôi ba con. Hôm nay đi trúng ổ nữa rồi. Câu bộ bữa nay hơi bị khấm khá nha. Thôi xử đi, nó lao làm sụm chân. Kìa. Ôi tiếng này nhại dữ vậy. Ôi kìa. Giải thoát mấy sáu anh em ơi. Hay dữ trời. Rồi đi tiếp nghe nè. Nghe nó kêu rõ ràng. Ừ, đi tiếp anh em ơi. Trời ơi, chúng mày nè. Nghe bị đùi xệ giò luôn. Ừ. Còn con kia nó khôn quá. Trời ơi, con giác bay rồi. Trời ơi, bắn con lông bay kìa. Hai ba con này luôn phải không? Ừ, con giác nữa. Hai tôi hú con giác. Con giác mới bay rồi. Trời ơi, xệ bị đùi luôn trời. Sao để chiếc mộ ba. Cả thấy ô mặt luôn. Khó quá luôn. Nó đứng lỡ hôn mặt à. Con mặt bự lắm nè mày. Bỏ không được. Con cá hôn mặt cho nên xem. Nằm ở trên đó nè, phải không? Không. Đốt khói nè. Minh ơi! Minh Hồ! Minh ơi! Minh Hồ! Cái này nè nè mà. Đây nè! Vô đây nè, vô đây nè, vô đây nè. Vô đây nè. Ổ mật. Im lắm. Đi ha. Hai ổ luôn, hai ổ mật luôn.
hai cây hai ổ luôn nè anh em, đã lắm mình ơi. Mạnh luôn, mất mật luôn. Hai ổ. Ừ. Đó, rớt xuống đi. Mất mật luôn. Đúng rồi, sao mất được? Đúng rồi. Chở ra ngoài, chở ra ngoài. Cầm cầm bó đuốc. Cái khỏi ăn quá. Rồi xong. Trời ơi mập, trời ơi uổng vậy rớt chứ ơi. Ê kìa 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 kìa. Cầm vô, cầm vô. Kìa. Ở cái đó sáp. Sáp hả? Cục mặt bên kia kìa. Rồi sao anh em ơi, bỏ mặt y còn cũng chỗ xíu à. Trời ơi uổng quá mình ơi, cái dao. Này cái mặt to lắm, nó phùi lưỡi nó phì lên luôn mà. Nè. Từ từ ông chích. Không chích đâu. Mấy ông mày ông tư. Ông tư nhưng mà nó cũng mấy chứ bạn, có kim chứ. Uổng gì vậy? Trời mặt đỏ trơn luôn rồi, phí quá trời luôn. Trời ơi trời, cục mặt bự mất trơn. Cục bên đây mất trơn. Ừ. Nãy thấy thấy quá quá bự bỏ uổng. Có con ông già không? Thôi. Từ từ ăn, từ từ quay. Chuột cây dừa phóng hướng. Ngọt quá. Ngọt dữ vậy trời. Cái dao mà. Hả? Ừ, cầm cái. Cắt mạnh nè, cắt một cái. Mạnh. Không, liếm đi. Ngọt quá. Mà quá trời gắt luôn. Gắt đâu chưa anh trời. Đọt cái này nè. Nãy em kéo với mẹ dừa. Quá ngon. Gắt mẹ dừa hết trơn. Kệ đi. Ăn nhiều cũng đâu đâu hết đâu. Dập lửa. Ủa? Cái xác hả? Ừ, xác ăn được được. Nè, nè. Gắt quá mà không nói. Đi nè mày. Ôi, nay cầm phôi đi hạ được con em gọi kiến rồi nè. Còn này chị đau lưng bá đạo luôn nha. Đấy. Phôi. Đây là phôi chính gốc luôn anh em. Đây cho anh em coi. Này lấy cái phôi đi bắn luôn. Bén kinh khủng. Bắn một viên là phải. Con kia nó nhát rồi. Bắn một viên là phải dò một viên. Nó thấy bay rồi. Thấy bay rồi. Ủa con kia còn đậu đó kêu mà. Bay rồi, bay rồi, bay xong rồi. Cầm cầm cái phôi cái nó cọ vô cho chiếc nhẫn, cái nó láng lộ. Mình thay dây vậy. Sau ca cầm cái phôi nè anh em. Cái nó cọ vô chiếc nhẫn này nè, cái nó láng lỗ. Nó láng lộ. Nó cọ chiếc nhẫn. Thôi được con nữa, đi tiếp. Tính làm cặp luôn mà, nó bay vô xong rồi. Thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Nè mình nè. Ba con thú luôn em ơi. Rớt con nè. Bỏ đây nè anh. Con đã nghe ức rồi. Sao cả bắn hạ con nữa kìa nè. Còn còn con nghe, còn con á. Con nó mua âm đi kìa. Từ từ nó thấy ngày nhúc nhích ra nó sàn vô nè. Dính nữa. Chết chưa? Đó đó, nghe chưa? Cả hạ đó nè. Chờ con đây qua nữa. Nó lâu vô được cái giường này quá im. Ê, ê, ê. Đây nè, đây nè. Anh ngồi đi, anh ngồi đi. Kìa, kìa, kìa. Ừ cái trời. Nó lên đọt anh em. Con này to lắm. Đi sao cả tiếp cận vô bắn mày được. Ôi qua mình ơi. Được một em à. Mới qua qua đó.
nó qua cái hàng chạm á. Hả? Rồi con này tơ hả? Trời ơi. Em bắn cái gì? Nó qua hàng chạm này nè. Con bông với con đen. Con đen bự chảng mới qua đó. Qua đó, qua đó. À. Hai bà con vô luôn anh em ơi. Mình tiếp tiếp cận. Ủa, okay. Kìa nó qua cái quan con này. Nè nhìn nè. Gà cái gì cái vậy nữa. Kìa kìa kìa, này thấy không? Khôn lắm. Con sáo với con hú. Để sao cả phục kích đây. Kìa 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 kìa. Ok ôi anh em nó đứt. Ôi nó hay đứt. Sô ca đây có cây ná. Rồi xong luôn. Không đem dích luôn. Rồi chia tay cuộc tình luôn. Dích đầu dạng. Ừ có. Còn đậu kìa. Đi xuống gà thay. Thay thùng chơi nó. Thôi đi. Miên chó như thiệt. Còn luôn em ơi. Thôi nó hay đứt đó nè. Còn luôn em ơi. Còn luôn. Còn luôn em ơi. Víu quá trơn. Gắn dây không vô luôn nè. Rồi chiến mày luôn. Tiếp tiếp. Đứng mày đợi thì lẽ mày không chết sao? Phủ lòng à. Gớt. Ngay đầu nghe anh em. Đây nè, vừa thay dây luôn. Chính cái kìa anh em, ngay đầu. Hạn chế bắn anh em ơi, phôi. Ông không? Ngay đầu rồi. Nó dãy thôi chứ nó đâu làm gì được. Này anh em ơi. Xiên áo. Xiên áo. Đây thành quả thay dưới nãy giờ thay dây xiên táo nát gáo hay quá. Nay cái phôi này làm tịch quá anh em ơi, bén cực kỳ nghe anh em, bắn nét nghe táo rồi. Rồi đi cậu cai đi qua bên mình gán qua dài dài cho anh em coi này đứt rồi. Cà lụm lại. Nãy tưởng đâu không đem dít nè, xong rồi. Mà dít để học khác. Đi cắt da lại anh em ơi. Một miếng da mình xài được nhiều lần. Sô ca xài khoảng 5 bộ đi ba dục rồi. Bộ bán có mấy chục viên à? Con à? Ghê trời, chỗ này lực lực 3 con hết mình. 3 con em 2 con. Còn là 6 con rồi đó, tiếng ơi. Ừ, im dữ trời. 6 con tôi hú rồi đó nghe nè em.
Thôi đi anh em ơi. Ngay đầu bay qua bay lợi hả mày, à gió ba bắn mày ba viên gió thôi chứ con này 10 đồng đuôi nữa rồi, một cộng rồi anh em. Ngay đầu ơi, điểm 12 4 6 8 9 10, biết ngay mà. Còn nữa, mấy con chùm là thường là nó 10 đồng đuôi. Còn nữa anh em, trời tay máu rồi mà. Còn mới qua nữa, còn nó mất tiêu rồi. Em tú bông khó thấy hơn nè, cái sạc vô nó kêu mà nó không kêu 20 tiếng cũng khó tìm. Không có gió ghê bắn nó cái gió cái em bắn hụt nó cái cài gỡn gỡn vậy đó, bay vòng 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 gỡn 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 như chết chè vậy đó. Ừ hả, cái nó nhảy qua đường nguyên ấy mà đầu cánh cây ấy sát bên nữa, bắn ngay đầu luôn. Lại con nè, con nè. Ừ con bên kia đúng không? Ừ, 10 đồng đuôi luôn. Mình thấy kìa, sầu ca cũng thấy luôn mà, nhiều mình gớt à, hay quá anh mình rồi. Dở lên, dở lên, dậy nè, vòng biết đấy, đừng đây hả, vòng này ôm trụ đá. Còn con đó nó đi qua xử sao, để coi mình lụm con bè bự không. Vô ra liền nghe ba, xích tới ngay cây chuối nghiêng nghiêng. Trời ơi, trời ơi, anh em coi kìa, nó to kìa. Rồi mấy gà đầy đậu nè. Này hôm nay hai này mà đi trúng rồi. Bữa nay với sầu ca mà bán lá mà giờ phải lấy cái phôi bắn nè, thấy không? Nè cho anh em coi nè. Phôi gọt cái này luôn. Rồi, đi qua đi thử sự con bông nha anh em. Qua luôn đi, qua luôn đi. Đè lên cái tay nữa cho nó bớt lực. Gãy đó. Trời trời nó mập, em coi cái này. Tôi thấy từ nhường luôn đó. Nè, kìa. Anh nguyên ức nhưng mà tới đây thấy là nguyên xích luôn. Nhường luôn. Ôi ôi. Vô. À, trời 10 đồng đuôi nữa nè. 2 4 6 8 10 trời ơi. Đi vô đang đi đó đây. Thấy nó đáp nghe. Hút gió. Anh em nhìn cái hú nè. Đâu rồi? Ngay đầu. Bạn lên đây hả con? Xiên táo nữa nè mày. Lại phôi lại ăn táo nữa rồi. Cái đầu hụt. Yeah. Cái đầu thì cái đầu thì hụt cho mày cơ hội thôi. À, ngay táo. Ừ. Này bắn, bên này bắn ngay đầu không à. Còn nó chắc nó qua đâu anh hả mình à. Rồi đi mình đi ăn trước một túc dạ. Ừ. Không cái em thấy nhánh im nè, nó đang trồng kia đúng không? Rồi. Nhưng mà có một con kia mà. Ngay táo nữa. Trời ơi đậu kìa. Trời ơi trời, nguyên cái đít luôn. Nè, phải cái đầu nè. Sáng phóng xuống. Biết rồi. Rồi, xuống đây. Gớt rồi. Trời ơi, giỡn thiệt.
tự tin dữ trời. Nay Sầu Ca dắt cây phôi đi bắn với anh Minh thì nói chung là cũng có nhiều cái phái đặc sắc. Đâu con vỏ sách là anh em đây nè, giờ anh em coi lụm vô sách luôn á, bịch thì đừng không hết rồi. Giờ anh em mình kiếm bãi đất trống rồi review chim rồi mình về chơi vỏ sách thôi, chứ có nhiều đâu. Thì Sầu Ca hiện tại là Sầu Ca bắn cái này là ơi con nào còn sống. Rồi con này còn sống. SK mini, cái này SK mini nè. Cái này chặt 66 đầu 17. Cái này chiên full nha anh em. Sầu Ca hôm nay lấy cây phôi bắn là thấy không hiểu rồi. Tại hôm ngày mai được cái nào là anh em mua cái đó hết cũng hết rồi. Thì cây này mẫu giới hạn là SK mini có chữ mini này, giới hạn 10 cây anh em. Đợt sau mà có cắt nữa thì không chữ mini này. Tại mẫu này mẫu đặc biệt, Sầu Ca bán kỷ niệm kênh 10 cây súp thôi, bán 10 cây à. Đấy, thì 26 tháng 6 là Sầu Ca nghỉ bán mẫu này anh em. Còn thì Sầu Ca bán, còn không còn nữa thì Sầu Ca không bán nữa. Đây, họ muốn tặng cho anh em mấy cây rồi, bán có mấy cây à? 4, 6, 7, 8, 9, 9 con hú, con bìm bẹp, con gõ kiến, còn còn không? Đó rồi, có 9 tuần hú anh em. Con hú, đây. Đi từ 2 giờ, 3 giờ. 3 giờ. Giờ anh em mình về. Giờ này 6 giờ. Thì anh em có mua thun thì liên hệ số điện thoại màn hình anh em. Còn đặt ná thì anh em liên hệ trực tiếp với Zalo nha. Tại vì Sầu Ca bán hàng Zalo không à. Thì phôi gì Sầu Ca bán 400, còn hoàn thiện thì 600. Còn có 1 2 cây nữa hết rồi. Rồi. Quay trở tại bên em. Giờ Sầu Ca chụp hình rồi trên mình quay review xong rồi về anh em ơi. Tạm biệt.